Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Toy Station Plus. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi game Monopoly phiên bản Here and Now, The World Edition. Yeah, mọi người trong tràng hôm nay. Ok, xin giới thiệu với các bạn này, tham gia với anh khoai tây hôm nay sẽ có Lano, Lily và X-Men. Rồi, ok các bạn ơi, như là cái tập trước thì anh đã có trưng cầu dân ý. Thì có vẻ như là rất là đông các bạn đã yêu cầu anh Khoai Tây sẽ làm bộ Monopoly này trước. Cũng khá là bất ngờ bởi vì anh nghĩ là các bạn sẽ chọn bộ Dozen War. Nhưng mà không sao đâu, các bạn yên tâm đi, từ từ rồi anh sẽ làm video để quay về những cái gameplay của tất cả những cái bộ game mà nó giới thiệu. Nói về cái game Monopoly này ha, anh nghĩ là chắc là rất là nhiều bạn đã biết rồi. Nhưng mà đây là một cái phiên bản đặc biệt, cái phiên bản mà chúng ta đây sẽ dùng... đây là cái ngân hàng nè các bạn. Hồi trước thì các bạn chúng ta mở ra thì chúng ta phải có những cái tờ tiền rồi mình phải cắt ra ha. Nhưng mà bây giờ hiện đại rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ xài thẻ ATM nè. Trời ơi. Và bây giờ mình ok, để mà giải thích một lần tất cả những cái luật của cái game Monopoly này á thì nó khá là dài dòng, cho nên là anh nghĩ là tốt nhất là chúng ta sẽ vừa bắt đầu chơi rồi chúng ta sẽ giải thích luật luôn ha. Ok, bước đầu tiên mỗi người chọn một thẻ đi. Ở đây có màu đỏ, màu hồng, nhiều màu lắm nè. Ủa dạ dạ. Rồi mỗi người chọn thẻ đi, thích màu nào chọn màu đó nha. Màu vàng. Màu vàng, màu vàng may mắn nào. Màu X-Men vàng. Chọn màu vàng đúng không? Xanh lá. Lily là xanh lá. Anh đâu là màu cam. Yeah, còn lại Anh chọn màu hường. Thanh chọn màu màu này đi, màu hường. Tổng cộng cái bộ này đi kèm tới tổng cộng là 6 cái thẻ lần các bạn ơi. Tức là tối đa là sẽ có 6 người chơi. Mà ở đây chỉ có 4 người thôi. Cùng giơ thẻ lên nào. Yeah. Không có phân biệt bạn bè nữa đó nha. Chúng ta sẽ chiến nhau tới phá sản đó. Rồi bây giờ anh sẽ cho các bạn thấy cái chức năng của cái máy này trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đút cái thẻ này vào đây để mà kiểm tra số tiền trong tài khoản. À, ví dụ như anh khoai tây là thẻ số 4 ha. Có trong tài khoản là 15 triệu các bạn ơi. Đâu đâu, X-Men thử cắm vô coi. Hả, 15 triệu luôn, mỗi người sẽ bắt đầu với 15 triệu, chúng ta sẽ kiểm tra cho chắc ăn nha. Ồ, nữ đại gia có 15 triệu trong tay. Đây, tới nữ đại gia Lano luôn. Rồi, 15 triệu luôn ha. Ok, như vậy là công bằng rồi nha, chúng ta sẽ bắt đầu với 15 triệu rồi. Bước kế tiếp thì chúng ta hãy chọn ra những cái quân cờ đại diện. Đây, 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 mọi người chọn đi. Chúng ta có cái gì nè, cái này là có một cái boomerang nè ha. Có lạc đà nè, có cái mặt này là cái tượng gì ở cái khu gì đấy, cũng quên mất tiêu rồi. Xe hơi, cối xay gió, sumo, rồi chọn đi. Xe hơi. Xe hơi hả, trời ơi chị Lily không, thích xe hơi liền. Sumo. X-Men bức sumo. Lạc đà khi gió nhanh. Lạc đà hả, anh khoai tây sẽ chọn cối xay gió đi. Rồi chúng ta sẽ để những cái quân cờ đại diện ở đây hết ha. Xuất phát từ điểm go. Bốn nhà tiểu thương sẽ bắt đi hành trình thu tóm thế giới. Còn bên đây là chúng ta có những cái mô hình của cái này là nhà lầu nữa các bạn. Đó, còn này cái này là nhà thường nè. Những cái phiên bản nhà lầu này cũng rất là hay nha các bạn ơi. Ví dụ như là đây là một cái tòa tháp gì đó. Giống như là nó tượng trưng cho mấy cái địa danh nổi tiếng trên thế giới đó. Đó. Cái này là như là một cái tòa tháp cổ của người Maya thì phải. Đúng rồi, cái này là kim tự tháp. Ở đây thì chúng ta có những cái thẻ cơ hội đó các bạn. Chance nè, những cái thẻ cơ hội. Ở đây là những cái thẻ mà vận may, những cái thẻ kho báu. Community chest nha các bạn. Còn đây là chance, là cơ hội. Còn đây là những cái thẻ nhà đất, mua được cái nhà nào thì người đó sẽ giống như là giấy chủ quyền đất vậy đó. Ok. Rồi bởi vì đây là cái phiên bản World Edition cho nên là những cái địa danh ở trên cái bảng này nó cũng tượng trưng cho các địa danh nổi tiếng trên thế giới luôn. Những cái thành phố thật, ví dụ như là chúng ta có Barcelona, Athens. Ở đây chúng ta có Toronto, Shanghai, Vancouver, có New York nha, London nè ha, Hồng Kông, Berlin, vân vân và ủa ở này Beijing. có Paris, Belgrade. Đó, rất là nhiều những cái thành phố, một số những cái thành phố anh chưa nghe luôn. Ok, và ở đây là chúng ta có cái giá tiền của từng cái địa danh. Tokyo thì hơi mắc hơn chút xíu, tới 1 triệu Monopoly rồi các bạn. Và mắc nhất là chúng ta có thành phố Montreal của Canada, tới 4 triệu Monopoly lận. Bây giờ để bắt đầu game thì chúng ta sẽ đổ xí ngầu. Ai mà cao điểm nhất thì sẽ được đi trước nha. Rồi mình đi theo chiều kim đồng hồ, anh đổ trước nha. Rắp. Mấy đây? Ơ, 12. Yeah, vừa đúng nút nước đã tới. Ủa Lily, em uống gì hay ý ạ? Em uống yogurt. Yogurt gì ta? Yogurt đàn. À, tức là nó cho mình trong cái chai về xong rồi mình đỏ, mình để ở đây hả? Trời ơi, sao từ đâu không gọi tránh cái đó.
mình lại đi uống cái này. Trà vãi mà. Trà vãi. Đẹp quá. Hút một miếng đi, cảm nhận. À, chu đáo quá, có bánh nữa. Bánh ăn ngộ ha, cũng ngon. Ê, yêu mà quên. Trời ơi, tự nhiên lo ăn uống đồ ăn tới cái lo ăn uống quên mất một mục tiêu chính luôn rồi. Tập trung chuyên môn. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta xuất phát ở đây ha. Anh vừa nãy anh đổ 12 coi như là lớn nhất luôn rồi. Bây giờ mình đi theo chữ kia đồng hồ thôi. Anh sẽ đi trước. Oh wow, hết vậy. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nè. Rồi mình đã vô được Solar Energy, bãi năng lượng mặt trời nha các bạn. Một lời khuyên đó là khi mà chúng ta land vào những cái địa điểm như thế này là phải mua liền các bạn ơi. Mặc dù giá là hơi mắc, 1,5 triệu lận. Bây giờ anh Khoai Tây đã quyết định mua cái mảnh đất này với giá 1,5 triệu. Đây là ngân hàng nha các bạn. Khi mà chúng ta trừ tiền á, chúng ta phải đút vào cái bên có dấu trừ này. 750 nghìn. Đó, tài khoản đang là 15 triệu. Và anh sẽ bấm vào đây là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Triệu thì chúng ta bấm chữ M nha các bạn. Đó, 1,5 triệu. Bị trừ ngay. Ok, nhưng mà để kiểm tra chắc ăn một lần nữa. Để trong coi số tiền trong tài khoản của anh Khoai Tây là bao nhiêu. Đó, 13,500,000. Ok, đó là cái cách thức mà chúng ta hoạt động của cái máy này ha các bạn ha. Ok, và vì anh vừa đổ ra double cho nên là anh sẽ đổ tiếp. Hả, nữa, 4. Quay á. 1, 2, 3, 4, siêu hên luôn. Cái này là ROM 8. 1,8 triệu lần hả? Mua luôn. Rồi, mua luôn, 1,8 triệu. Đó, tiền bị trừ ngay lập tức. Ok. Rồi, cho xin cái thẻ của ROM đi. Nhưng mà mình lật cái mặt này lại là đó. Cái này màu cam là dễ hơn. Ok, đây các bạn, một cái thẻ của một cái mảnh đất thì nó sẽ như thế này. ROM nè ha. À, đây là cái số tiền mà chúng ta cầm cố nếu mà lỡ như có bị hết tiền á. Muốn cầm cái mảnh đất này thì nó chỉ có trị giá là 900 ngàn thôi. Ví dụ như người nào mà bước vô cái nhà của anh Khoai Tây sẽ trả là 140 ngàn. Nếu mà cái mảnh đất của anh Khoai Tây có một căn nhà thì sẽ trả tới 700 ngàn. Và tương tự nếu mà có một cái căn hotel là cái căn nhà lầu đó các bạn, phải trả tới 9,5 triệu lần. Trả là phá sản luôn á. Đây là một số thông tin, ví dụ như là nếu mà muốn xây một căn nhà thì sẽ mất 1 triệu nè, xây một cái hotel thì phải mất 1 triệu và phải mất luôn 4 căn nhà ở cái mảnh đất đó. Với lại thêm một cái luật của Monopoly mà anh muốn giải thích luôn để cho các bạn rõ ha, đó là ví dụ như các bạn thấy những cái mảnh đất mà nó có chung cái màu không, để ví dụ như cái này là màu xanh ha, đây là những cái mảnh đất có chung màu hường nè, đó. Thì nếu như các bạn muốn xây nhà đó thì các bạn phải mua được 3 cái mảnh đất có cùng màu này liên tiếp nhau. Tức là chúng ta phải sở hữu được 3 cái mảnh đất có cùng màu đó thì chúng ta mới được bắt đầu xây nhà các bạn. Và trên mỗi mảnh đất thì chúng ta sẽ được xây 4 ngôi nhà. Và phải xây hết tất cả trên 3 mảnh đất này 4 rồi mới được xây nhà lầu nha các bạn. Những cái mảnh đất nào mà nó không có cái màu thì mình không có tính. Rồi ok, chút nữa thì mình gặp đụng với cái trường hợp cụ thể thì anh sẽ giải thích thêm ha. Trong một lượt đi đầu tiên thôi được 3 mảnh đất. Oh yeah. Rồi xin mời Lano đi. Mình đi theo chiều kim đồng hồ mà. Ok. Rồi nha. Lần đà. Monorail. Ồ, hệ thống đường ray nè. Cái này mà mình sở hữu 4 cái hệ thống đường ray luôn á là tiền hơi bị khẩm á nha. Bây giờ có quyết định mua không? Mua là tới 2 triệu lận á. Rồi, Lano đã quyết định mua mảnh đất monorail hệ thống đường ray 2 triệu. Xin mời bạn xì tiền nè, tự trừ tiền đi cho nó có cảm giác đau đớn. Ok, còn 13 triệu. Tiếp theo xin mời Lily. Con số là gì vậy ta? Con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tokyo. Tokyo trị giá là 1 triệu. Monopoly, bạn có muốn mua hay không? Mua luôn. 1 triệu thôi. M. Yes. Đấy, bị trừ 1 triệu. Tới X-Man. Dạ, đổ gì kỳ vậy? Chơi đổ gì kỳ vậy? Thanh niên đổ xí ngầu gì kỳ vậy? 6 mà được double luôn. 6 là X-Man đã vô nhà của Lily Tokyo rồi. Đâu cái thẻ Tokyo đâu? Thẻ Tokyo nè ha. Đây các bạn, nếu mà một người nào đó bước vào thì phải trả tiền thuê nha.
trị giá là 60k. Rồi mình tính cái vụ này trước đi. 60k. Tại đây xin mời thẻ của hai chư vị. À, thẻ của người nào được nhận tiền thì bỏ vào cái màu xanh. Rồi thẻ của X-Man sẽ bỏ vào đây. Chưa gì mà thấy tiền giữa túi vậy đó. Rồi bấm bấm bao nhiêu? 60k. Rồi 60k, bấm chữ 60, bấm số 60k. Đừng bấm triệu nha, phá sản luôn á. Đấy. Rồi. Từ từ. Đó. Số tiền của chị Ly đã lên 14.060.000 rồi ha. Rồi rút ra. Khoan nhưng mà bây giờ để kiểm tra lại coi coi đúng không? Để kiểm tra Ly tự đút vô coi. Ừ đúng rồi nè, 14.060.000 nè. Đó các bạn, vừa rồi là các bạn đã chứng kiến một cái cảnh trả tiền thuê nhà giao dịch ở trong đây. Bình thường thì chúng ta sẽ phải đếm tiền lẻ rồi thối tiền bằng những cái tờ tiền thì cái nó cũng có cái thú vị của nó. Nhưng mà cái này thì chúng ta làm bằng điện tử cũng vui lắm, không có sợ bị mất những cái tờ tiền. Thời đại này là phải chuyển khoản ngân hàng nha. Đúng rồi. Tài khoản ngân hàng Monopoly. Và mỗi thẻ nó có một cái dấu nổi lên khác nhau nha các bạn. Ví dụ như cái thẻ này thì nó có một cái dấu nổi lên. Thẻ này thì nó có hai cái dấu nổi lên nè. Thì ở bên trong cái máy này á, nó sẽ có những cái lưỡi gà. Nó sẽ nhận diện được đây là cái thẻ số mấy. Cái thiết kế đơn giản thôi nhưng mà rất là hiệu quả luôn. Và rất là thích cái thẻ này các bạn. Nó không phải là bằng giấy cứng mà nó bằng nhựa. Đó, như là cái thẻ ngân hàng thiệt luôn ha. Rồi có số trên đây, có tên này nọ đó đàng hoàng. Yeah, X-Man vừa đi vào ô Community Chest, tức là được rút một lá bài ở ngay đây. Xin mời, rút đi. Yeah, coi lá gì? Đó là Advance to go collect 2 million. Oh, được đi thẳng tới điểm xuất phát và thu 2 triệu. Yeah, sướng nha. Rồi cái này mình để lại xuống dưới đây. Ok, rồi. Đó, cho Sumo chạy một phát luôn các bạn ơi. Đi về lại đây. Rồi, xin mời nhận tiền lương. Tiền lương. À, khi để mà nhận tiền lương đó các bạn, chúng ta hãy bấm vào cái mũi tên này nè. Bấm vô đi. Đó. Chuyển ngay 2 triệu liền. Trời ơi, sướng quá, chưa tới tháng mà lãnh lương rồi. Nhìn mặt của thanh niên kìa. Ấy là mỗi lần mình đi đến cái chỗ câu này là đi một vòng là được 2 triệu không? Đúng rồi, thì bây giờ một á là mình phải đi bằng cách là đổi xí ngầu. Đi tới đây, mình pass qua đây hoặc mình dừng tại đây hoặc là mình pass qua cũng được là mình sẽ được lãnh 2 triệu. Nhưng mà trong cái trường hợp của X-Man hồi nãy là quá hên luôn. Tức là mới có đi tới đây thôi nhưng mà bóc được một cái thẻ, được một free pass chạy thẳng về đây luôn. Rồi là nhận 2 triệu luôn á. Ok, đó là một cái luật cơ bản nữa của Monopoly các bạn nên biết ha. Rồi các bạn ơi, anh Khoai Tây vừa đi vào cái mảnh đất Montreal trị giá tới 4 triệu lận. Nhưng mà trong tài khoản bây giờ còn có 6 triệu mấy à. Mua là hết tiền mua mấy cái khác luôn á. Thì đây sẽ là một cái trường hợp anh Khoai Tây sẽ quyết định không mua. Ba người chơi còn lại sẽ được quyền đấu giá để mua cái mảnh đất này. Khi mà có trường hợp đấu giá xảy ra thì chúng ta sẽ bấm cái nút này. Rồi, xin mời các bạn đấu giá. Có ai trả không? 4 triệu. Mỗi lần là mình lên là 4 triệu 10 ngàn hoặc là em có thể lên 5 triệu luôn cũng được. Nhưng mà nhỏ nhất là 10 ngàn. Rồi đó, 4 triệu lần thứ nhất. Đợi cái này mà nó kêu là hết đó nha. 4 triệu 10 ngàn. 4 triệu 10 ngàn. 4 triệu 20 ngàn. 4 triệu 20 ngàn. 4 triệu 20 ngàn lần thứ nhất. 4 triệu 30 ngàn. 4 triệu 30 ngàn. À, lần thứ nhất rồi nha. Sắp rồi đó. Rồi, 4 triệu 30 ngàn. Ủa, đang tính nói. Không, đã quá muộn rồi. Cái máy này nó đã quyết định hết rồi. Với mức đấu giá là 4 triệu 30 ngàn. Đã thuộc về anh X-Men. Yeah. Này thì mua đất mát này 4.03 triệu, đúng không? Ừ. Yeah. Trời ơi, lẻ dữ. Trả lại 5 triệu đi. Nhưng danh tòa thì chính chúng tôi xin trao cho anh tờ đất chủ quyền trị giá nhất của trên cái bản đồ này. Chưa còn có căn nhà nào hết mà chỉ đi vào cái mảnh đất này thôi là phải ói ra 500 ngàn nha các bạn. Trời ơi, tiền đâu mà trả đây. Joyce,
Trả 1 triệu Lano đã vô luxury tax. Mừng nữa đại gia đã bị thu tiền 1 triệu quan mạng. Đó, thấy không? Làm không được nhiều á, đóng thuế hết trơn. Ra bóc một lá đi. Nói cái gì đây? Advance to London. À, có nghĩa là đi một thẳng một vòng tới London á. Đúng rồi, London ở đây. If London. You pass go, collect 2 million. Ồ, oh, hên vậy. Rồi, ok. Yeah, vậy coi như là pass go rồi nè. Wee. London. Chạy xe hơi. Tới London. Ờ, tới London. London là có ai mua chưa vậy? London là nhà của chị Riri. Nhà chị Riri luôn hả? Ok, nhưng mà pass go rồi, vậy collect 2 triệu đi. Đi vì tiền quá. Rồi ok, anh về liền rồi. Ủa, có chuyện gì vậy? Anh phải về liền rồi, có việc gấp rồi. Ý dạ, các bạn ơi, một tay chơi đã rời bỏ rồi. Thôi là bữa tháng mình chơi tiếp chứ giờ sao rồi đúng không? Có muốn chơi lại ván này luôn không hay là lần sau mình chơi lại ván mới? Lần sau mình chơi tiếp. Lần sau mình chơi tiếp đi. Ừ, cũng được, thôi thì bây giờ anh giữ cái này đi ha, rồi gì mai hay là mốt gì đó. Đừng đụng vô hiện trường thôi được rồi. Có video làm bằng chứng mà không sợ cheat đâu, yên tâm đi. Ok các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã bị tạm thiếu một người, đó là X-Men. Nhưng mà không sao, bây giờ không còn cách nào khác thì anh Sway Tây sẽ chia cái video này làm 2 ngày. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, chỉ là một cái búng tay thôi mà. Bởi vì ngày hôm sau khi mà quay lại thì sẽ ngay lập tức, coi như là giải lao giữa hiệp mà. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà một dáng Monopoly thôi. Biệt đội Toy Station đã già đi 2 ngày tuổi. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành được cái ván này luôn ha các bạn ha. Ok, đây là vị trí của các thành viên từ ngày hôm trước. Mời là tới anh đúng không? Ok, trước ha. Beijing. Ai có Beijing nha. Cho biết cảm nghĩ của người vừa mới phải trả phát 2 triệu bạc. Mới mua được 2 triệu, không phải trả mất 2 triệu. Đấu giá đi kìa. Kìa đấu giá kìa, bà có quyền đấu giá. Bên đây 3 triệu. 3 triệu 10 ngàn. Đây là màn đấu giá mảnh đất Belgrade của gần hai nữ đại gia. Rồi, 3 triệu 6. 3 triệu 7. 3 triệu 5. 10 ngàn của mình hết rồi. 3 triệu 9. Ủa, chị rút cuộc lời nãy là bao nhiêu? Rồi, không, bây giờ ha, cho một lần nha, hai người cùng nói ra một giá, ai giá cao hơn thì người đó được. 1, 2, 3. 4 triệu rưỡi. Chúng ta là... chúng ta đã có nữ đại gia đây, trả một phát một lên 4 triệu rưỡi luôn, với mảnh đất có 3 triệu bạc. Đây các bạn ơi, mảnh đất có 3 triệu bạc thôi. Anh X-Men đã không mua sự đấu đá của hai nữ đại gia. Leia Lily đã trả hẳn một phát lên 4 triệu rưỡi luôn, làm cho nữ đại gia Lano kén bán không đỡ kịp. Rồi, 4 triệu rưỡi này. Bên này ấy ấy ấy. Đây đây đây, đừng quay cái giao dịch này coi. Bốn triệu rưỡi. Trời ơi, có tiền quá. Rồi rồi, xin mời trao chủ quyền nhà đất cho. Rồi, thấy không? Tình. Không chờ. Rồi, bây giờ men quyết định sao? Trong tài khoản của mình có 6 triệu 2 á. Một căn hình như là 2 triệu đúng không? Mình sẽ xây 2 triệu một căn. Đây, ngôi nhà Nhật Bản. Ở Montreal. Tự nhiên ở Montreal xây ngôi nhà Nhật Bản. Xây nhà phố rồi, người ta có nhà lầu. Thôi, phải xây... Đây, phải xây nhà cho nó đúng tim chứ. Giống nhau đó. Căn nhà đầu tiên đã được xây bởi trọc phú X-Men.
Đây xin mời Lily cho xem cái lá bài định mệnh đi. Chance Advance to Montreal tức là đi thẳng tới Montreal. Một một mảnh đất nguyên nguyên một cái căn nhà nhỏ xíu này đó các bạn. Đó, cái nhà nhỏ nhỏ thôi ha. Nhưng mà trên giấy như tờ nhà đất là nếu có một căn nhà ở trong Montreal thì người vào sẽ phải trả 2 triệu. Oh yeah. Trời ơi. Thôi. Trả 2 triệu đi. Lily. Chọc phú man. Chị Lily đang đau khổ đó các bạn ạ. Chị Lily đang đau khổ lắm đấy. Do cái chừng hai lần vậy thôi phá sản rồi. Nạn nhân đầu tiên của trọc phú X-Man Tano đã phải chuyển khoảng 5 triệu. Ờ cái khu nhà chỗ này nó nguy hiểm quá. Chỉ đâu mà 4 căn luôn rồi. Người duy nhất ở trên cái bản đồ này có thể xây nhà được các bạn ơi. Anh X-Man sẽ mua thêm 2 căn bên này nữa. Đây để cứ bây giờ cứ để vô trước đi. Này là 2 căn nữa là 4 triệu ha. 4 triệu. Cho nhà lên. Rồi, 4 triệu. Đó là để mà lên hotel á là 2 triệu một căn nữa. Bây giờ có được quyền mua khách sạn luôn rồi đó. Mua không? 2 căn nhà lầu. Rồi, 2 căn nhà lầu là 4 triệu nữa là 8 triệu tổng cộng. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hết mấy cái căn nhà ra luôn. Đó, rồi thế vô 2 căn nhà lầu. Cả thế. Và mỗi mảnh đất thì chúng ta chỉ được xây một căn nhà lầu thôi nha các bạn. Chứ không phải là được xây 2-3 căn vậy đâu. Xây 2-3 căn tiền nó mới trả. Yeah, cặp phú đã xây được nhà lâu. Đây là khu vực triệu đô. Rồi trừ 8 triệu vô tài khoản đi. Vừa mới lấy được 14 triệu của anh Khoai Tây. Vậy là vẫn còn lời 6 triệu luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ ai mà bước vô mảnh đất Montreal của anh X-Man sẽ bị trừ một phát 20 triệu Monopoly. Là coi như trên tinh thần là phá sản luôn rồi đó. Số phận để quyết định thôi. À, chúng ta lại đi nữa đi. Đi nữa đi. Đi đi. Số 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi. Đây này, 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 Montreal. Montreal ha. Rồi xin mời nữ đại gia trả 20 triệu đi. Khoan, bây giờ đốt thẻ vô tài khoản coi có đủ 20 triệu không hả? Tiền đâu mà trả. Bây giờ cũng có. Rồi xong. Ok, bây giờ có 12 triệu rồi, bắt buộc phải cầm cố những cái căn nhà kia đi. Cầm cố đi. Bao nhiêu? Này, cái này 1,5 triệu nè. Cái này cầm được 1 triệu. 1,6 triệu 2. 500 nghìn. Cộng lại có đủ có 20 triệu không? 17 triệu 800, có nghĩa là vẫn là 17 triệu 800. Là vẫn thát, vẫn thiếu đúng không? Ừ. Rồi, thưa các bạn, chúng ta đã có một nhân vật phá sản đầu tiên của cái game này. Đó là chị Lily. Ok, yeah. Lily đã giả từ cuộc chơi. Ok. Xe của nữ đại gia sẽ nằm trong bãi. Nói chung là các bạn đi xe hơi là phá sản đó các bạn. Cho nên là đừng xe hơi đi ha. Xe hơi nha. Bày đặt đi xe hơi ha. Xe hơi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ speed up cái game này lên một chút xíu để xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng ha. Số phận của Lano chuẩn bị định đoạt nè, 6 hoặc 8. 6 là vô đây, 8 là vô đây, đó, cỡ nào cũng chết hết. Rồi rồi, đổ đi. Xem nào, Riga 6 với một cái hotel thì trả 15 triệu. Rồi, kê khai tài sản đi. Cộng hết số 3, tài khoản kiểm kê ra. 4 5. Rồi xác định luôn, còn có 1,8 triệu với 5,8 triệu. Không đủ 15 triệu rồi, thôi lên đường luôn đi ha. Lano chính thức phá sản. Chính thức phá sản. Hai nữ đại gia ra duy nhất để dừng cuộc chơi. Đó. Cái gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Thôi, nghỉ luôn đi. Nghỉ luôn đi. Chơi gì nữa. Thôi để coi coi, khoan để check lại một lần nữa coi. Rồi thôi, nghỉ luôn là vừa, còn có 3 triệu 2. Nguyên đám nhà này cũng không đủ nữa. Ok các bạn ơi, sau một thời gian gọi như phải gọi là hình như là mình chơi nỉ, mình chơi tính luôn hôm bữa là chắc phải 2 tiếng mấy á, 3 tiếng á. À, người chiến thắng có cảm nghĩ gì không? Mình rất là sung sướng vì lúc đầu mình bắt đầu với không có đồng bạc trong tay, giờ là mình hàng triệu phú rồi. Ai nói bắt đầu với 15 triệu. Ok. Chiến thắng nhưng mà cũng như là tiền ảo thôi, mình thắng thì ok các bạn ơi, các bạn nghĩ sao về cái game Monopoly phiên bản The World Edition này? Hãy để lại comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây và biệt đội Toy Station được biết nha. Nói gì thì nói thì đây nó cũng như là một cái game chơi vui thôi ha. Mình chơi xong thì tình bạn mình vẫn còn kháng khích đúng không? Đúng không? Đúng không? Anh Khoai Tây, Lano, Lily và X-Men sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác về chơi board game hoặc là tất cả các thể loại khác ha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.